Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ. Tập 29. Chương 281. Gia đình nhiệt tình hiếu khách 1. Tòa nhà nơi gia đình Lục Tân ở chỉ có 6 tầng. Nhìn ra xa, phần lớn các tòa nhà xung quanh đều khá cao, cho nên thường che khuất tòa nhà cũ này. Cho dù vào ban ngày, ánh sáng cũng hiếm khi lọt được vào, cho nên trong phòng trước sau vẫn hơi u ám. Hơn nữa bởi vì đường xá đan xen khắp nơi, nên tòa nhà gần đây nhất cũng phải cách tới 5-60 mét. Nơi này giống như một tồn tại nào đó bị lãng quên trong góc khuất của thành phố này, bị mấy con đường nhỏ quanh co gập ghềnh bao quanh. Nhưng vì gần đường chính, hơn nữa còn thông với mấy chung cư tương đối đông đúc, cho nên đèn đường vẫn còn tốt. Lúc này, có thể nhìn thấy từng ngọn đèn đường dần tắt đi, bắt đầu từ con đường nhỏ phía xa. Dường như có hai con quái vật đang cắn nuốt ánh đèn, từ hai con đường nhỏ bò dần về phía tòa nhà cũ này. Không có ánh đèn, ánh trăng máu trên không trung của thành phố lại càng sáng hơn. Lục Tân khẽ gật đầu, sau đó trở lại trong phòng khách, ngồi ở trên sofa, lặng lặng nhìn lên tivi. Bởi vì có nhiều con đường thông qua phía dưới tòa nhà cũ, gió bắt đầu trở nên hỗn loạn. Những tờ báo và túi ni lông trên mặt đất bị từng cơn gió hỗn loạn cuốn lên, bay lên không trung, sau đó lại bị lặng lẽ xé rách. Từ phía xa, theo ánh đèn đường dần tắt, hình như có hai cơ thể năng lượng vô hình gặp nhau ở phía trước tòa nhà cũ. Người bình thường không nhìn thấy được chúng, chỉ cảm giác được vị trí của chúng, thấy không khí ở đó dường như bị bóp méo. Mà trong lúc bọn họ nhìn thấy, theo trực giác sẽ tự nhiên sinh ra tâm lý sợ hãi đối với khu vực đó. Nhưng ở dưới tình huống ánh trăng máu từ trên cao chiếu xuống, lại mơ hồ làm cho khu vực không khí vặn vẹo xuất hiện từng mảng sáng tối mơ hồ. Nếu lại tăng thêm sức tưởng tượng, có thể ghép những mảng màu sắc này thành hình. Đó là một con quái vật tinh thần có hình dạng của cây leo trinh đằng ba mũi và một con quái vật có cơ thể béo tốt, trên người quấn một cái vòng sâu đầy đầu người. Chẳng biết chúng xuất hiện từ đâu nhưng lại gặp nhau ở trước tòa nhà cũ. Chúng ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà cũ. Hầu hết các cửa sổ của tòa nhà cũ này đều tối đen, chỉ có một cửa sổ ở tầng 4 vẫn hiện ra ánh đèn ấm áp. Vì vậy, hai con quái vật thông qua các tuyến đường khác nhau, đồng thời leo về phía cửa sổ này. Con quái vật có hình dạng giống như cây trinh đằng ba mũi bám sát vào mặt tường, bắt đầu lan tràn dần lên phía trên. Con quái vật tinh thần có dáng vẻ mập mạp, đeo vòng cổ sâu đầu người lại kéo thân hình to béo, chen dần qua hành lang. Tích! Lúc nó đi xuyên qua những chiếc xe máy đậu trong hành lang, vị trí mặt đồng hồ của xe máy lập tức lóe lên ánh đỏ chói mắt. Đây là thiết bị dò tìm tinh thần được gắn trên xe máy. Ánh đỏ kỳ quái này lúc sáng lúc tối trong hành lang tối tăm, đổ nát lại tươi đẹp. Con quái vật tinh thần này dường như cảm giác được điều gì đó không ổn, nó vẫn tiếp tục leo lên trên nhưng với tốc độ chậm hơn. Nhưng dường như trí lực có sẵn của bản thân nó không đủ để cho nó phân biệt được những điều đó, vì vậy nó vẫn chậm rãi bò về phía trước. Chúng đi qua nơi nào, không khí ở đó bắt đầu vặn vẹo, hơn nữa còn có chút áp lực. Bất kể là con chuột trong xó tối hay con mèo hoang trong phòng trống đều cảm thấy sợ hãi, chít chít meo meo trốn ra ngoài. Mèo lớn tha mèo nhỏ, những con chuột cắn đuôi nhau nối thành một đường thẳng, hoang mang chạy vội. Chúng càng tiến vào tòa nhà cũ lâu, nơi này dường như càng thêm tối tăm. Nó dường như bị bóng tối dày đặc hơn bao phủ. Chỉ có một cửa sổ ở vị trí tầng 4 còn hiện ra ánh sáng ấm áp, hình như càng ấm áp hơn. Con quái vật tinh thần có hình dạng cây trinh đằng ba mũi kia lan tràn trên vách tường của tòa nhà cũ, kéo dài về phía trước. Nó đã vượt qua tất cả các cửa sổ, cũng phủ kín cả mặt tòa nhà cao tầng. Cuối cùng chỉ còn lại một cửa sổ có ánh đèn sáng trưng kia. Dưới ánh trăng, từng xúc tua màu đỏ sẫm giống như bầy rắn từ các phương hướng bò đến gần cửa sổ kia. Chúng tích góp lực lượng, giống như nước chảy, chuẩn bị tràn vào trong cửa sổ này. Mà ở trong hành lang, con quái vật tinh thần có cơ thể mập mạp kia đã bò tới tầng 4. Đồng thời chậm rãi di chuyển cơ thể, dần bò về phía cánh cửa phòng đóng chặt, chỉ có vài tia sáng le lói hắt qua khe cửa. Tất cả đầu người trên vòng cổ đều lộ ra biểu tình cười trên nỗi đau của người khác.
Cũng đúng vào lúc này, trong không khí đột nhiên vang lên một tiếng cười hì hì, giống như có một cô gái đáng yêu đang cười. Két. Cây trinh đằng ba mũi trên vách tường của tòa nhà đang chuẩn bị lan tràn vào trong cửa sổ duy nhất đang mở. Đột nhiên cánh cửa sổ này được nhẹ nhàng mở ra. Một người phụ nữ mặc trang phục tinh tế, đặc biệt còn trang điểm nhẹ xuất hiện ở trước cửa sổ như đang chào đón khách. Chờ gì vậy? Bà rụt rè lại nhiệt tình mỉm cười nói. Sao còn chưa vào? Cùng lúc đó, trong hành lang, khi con quái vật có dáng vẻ béo tốt, quanh thân quấn vòng sâu đầu người nghe được tiếng cười của cô gái kia, lại nhìn thấy phía trước đột nhiên sáng hơn. Bởi vì cửa phòng trước mặt đang được người ta chậm rãi đẩy ra. Cửa không đóng, ánh đèn ấm áp trong phòng lập tức tràn vào hành lang tối tăm. Nhưng ánh đèn này lập tức tối đi, dường như có một bóng đen cao lớn đứng ở cửa. Động tác của hai con quái vật tinh thần đều thoáng chậm lại. Con quái vật tinh thần có hình dạng của cây trinh đằng ba mũi đã bám vô số xúc tua ở bên cạnh cửa sổ tầng 4, lúc này lập tức do dự. Con quái vật tinh thần trong hành lang cũng ngừng di chuyển. Vào lúc này, những đầu người trên thân nó cũng lộ ra vẻ mặt kỳ lạ lại do dự. Vù! Lúc này, trong thành phố vệ tinh 4, cậu học sinh cấp 3 mới ăn được hai miếng mì vằn thắn, gương mặt lạnh. Lùng tối tăm đột nhiên ngước lên, chân mày nhíu chặt. Sao vậy? Những người ngồi ăn cùng đều bất giác hỏi thăm. Trên gương mặt cậu học sinh cấp 3 có chút ngập ngừng và mờ mịt. Tôi không biết. Ong ong ong. Cũng vào lúc này, điện áp trong căn phòng duy nhất của tòa nhà cũ tại thành phố vệ tinh 2 đột nhiên trở nên không ổn định. Ánh đèn không ngừng nhấp nháy, ở trạng thái chập chờn và không ổn định. Thậm chí giống như lập tức lan tràn ra. Từ tòa nhà cũ kéo dài về phía con đường bên cạnh, tất cả bóng đèn bất kể sáng hay tối đều đồng thời nhấp nháy, sau đó bộp một tiếng vỡ nát. Trăng máu trên không trung lại càng sáng hơn, đẹp hơn. Cây trinh đằng ba mũi leo đến cửa sổ bắt đầu dần bò vào trong cửa sổ. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện ra nó không quá tự nguyện, thân thể của nó căng ra. Mà loại trạng thái này thậm chí khiến cho cơ thể nó càng hiện rõ dưới ánh trăng máu. Giống như một đám rắn đang liều mạng kéo cơ thể về. Nhưng cách lôi kéo này dường như vô nghĩa, nó vẫn dần trượt vào bên trong cửa sổ. A a a, tốc độ nó trượt vào bên trong cửa sổ bất giác càng lúc càng nhanh, thậm chí phát ra âm thanh giống như dây thép cứa vào thủy tinh. Vì vậy, cơ thể che phủ một diện tích cực lớn, gần như lan tràn cả mặt tòa nhà cũ đã nhanh chóng trượt hết vào trong cửa sổ. Bất kể nó có muốn hay không, đối mặt với bà chủ tao nhã lại dịu dàng như vậy, có ai có thể từ chối được chứ? Các bạn đang nghe chuyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 282, Gia Đình Nhiệt Tình Hiếu Khách 2. Cũng vào lúc này, con quái vật tinh thần leo đến bên cửa phòng 401 vốn không có bao nhiêu lý trí. Chắc là theo bản năng đột nhiên trở nên hoàn toàn cảnh giác với mọi nguy hiểm, nó bắt đầu bất chấp tất cả lùi về phía sau. Bởi vì hành lang này quá chật hẹp đối với cơ thể cao lớn của nó, cho nên nó căn bản không thể quay đầu lại, chỉ có thể biến mặt trước của mình thành sau lưng, liều mạng lùi lại. Nhóc con! Nhưng khi nó bắt đầu lùi lại, những cái đầu người phía sau đồng thời nhìn thấy có một bóng nhỏ trên trần nhà. Cô mặc chiếc váy trắng bẩn thỉu, mái tóc rối tung bay trong không trung. Đã tới thì đừng chạy nữa. Cô từ trên trần nhà nhảy xuống, giơ hai bàn tay nhỏ bé, ôm lấy cơ thể của con quái vật mập mạp. Sau đó cô dùng hết sức lực, đạp hai chân nhỏ bắt đầu đẩy. Trong lúc bất ngờ, con quái vật này bị cô đẩy lùi lại một bước. Hoặc không phải nó bị đẩy, mà thấy cô đột nhiên từ trên trần nhà nhảy xuống, nó bị dọa cho hoảng sợ. Cơ thể mập mạp lại khổng lồ chợt run lên, bất giác co về phía sau một chút. Chỉ là vừa co lại như thế, một phần cơ thể của nó đã đắm chìm ở trong ánh đèn ấm áp này. Sau đó, đột nhiên có một bàn tay từ trong phòng thò ra, nắm lấy một phần cơ thể này của nó. Cơ thể quái vật lập tức co lại kịch liệt. Tất cả đầu người trên vòng cổ đều lộ vẻ hoảng sợ và tuyệt vọng. Vù, cả người con quái vật lập tức bị kéo vào trong phòng. Bởi vì tốc độ bị kéo vào phòng nhanh như vậy, cơ thể của con quái vật này lại to lớn mập mạp lạ thường.
nên nhìn qua giống như cơ thể của nó lập tức bị xé rách thành một đống thịt nát, sau đó bị kéo vào trong gian phòng. Ngay cả vòng cổ đầu người trên thân nó cũng lập tức đứt, tất cả đầu người rơi xuống đầy đất. Phần lớn chúng bị kéo vào trong gian phòng, có số ít trực tiếp vỡ ra, hóa thành lực lượng tinh thần nguyên chất, biến mất ở trong hành lang tối tăm. Chỉ còn lại một cái đầu người hoàn chỉnh lộ vẻ hoảng sợ, bắt đầu lăn ra ngoài. Hì hì, nhưng cái đầu này nghe được tiếng cười vui vẻ của một bé gái. Nó hoảng sợ nâng mí mắt nhìn lên, bắt gặp một bé gái ngồi xổm xuống, dịu dàng ôm lấy nó. A a a, bịch bịch bịch. Trong tiếng kêu khiếp sợ của cái đầu người này, cô bé ôm nó lên, nhảy chân sáo vào nhà. Ầm, cửa phòng đột nhiên đóng lại, trong hành lang hoàn toàn tối tăm. Lúc này, cửa sổ cũng đóng lại, sau đó rèm cửa sổ tự động khép lại với nhau, che đi ánh đèn ấm áp. Thế giới bên ngoài tòa nhà lập tức trở nên yên lặng một cách lạ thường, lặng lẽ không có tiếng động. Điện áp đã trở nên ổn định, nhưng bởi vì bóng đèn vỡ nát, trên đường không còn có ánh đèn xuất hiện nữa. Chỉ có một mặt trăng máu vô cùng sáng lại tuyệt đẹp trên không trung. Vù. Lục Tân ngồi yên, nhìn tivi một lát, ngẩng đầu đã nhìn thấy trong nhà náo nhiệt hơn rất nhiều. Mẹ đang nói chuyện nhà với khách, mỉm cười ôn hòa lại thân mật, còn chuẩn bị cầm kéo sửa móng tay cho khách. Cha rất nhiệt tình, ông đã vào trong bếp, dường như chuẩn bị thêm món ăn. Cạch cạch cạch. Tiếng chặt xương rất lớn của ông lộ một hơi thở cuộc sống làm người ta yên lòng. Em gái được khách cho món đồ chơi mới, lúc này đã leo lên trên trần nhà, vui vẻ chơi đùa với nó. Tôi gọi điện thoại. Lục Tân chờ một lát, cảm giác đã quá 3 phút mà tiểu quỷ nói, nên đứng dậy. Xem ra những quái vật này đã bị người nhà giữ lại, sẽ không biến mất nữa. Anh đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, lấy ra điện thoại vệ tinh, bấm số gọi cho tiểu quỷ ở thành phố vệ tinh 4, các người có thể ra tay. Tôi còn chưa tìm được người năng lực đó, chẳng bao lâu nữa hắn sẽ phải qua, cho nên các người không cần để ý tới hắn. Cho dù hắn không đến, tôi cũng có thể phong tỏa hắn, sẽ không để cho hắn chạy thoát. Được, các người chỉ cần để ý bắt người mà các người muốn bắt là được rồi. Được, sau này có tin tức gì, tôi sẽ chia sẻ cho các người. Sau khi cúp máy, sắc mặt cô gái thanh tú trên chiếc xe chỉ huy nào đó ở thành phố vệ tinh 4 trở nên nặng nề. Cô ta ngẩng đầu nhìn về phía đội trưởng vũ trang được võ trang đầy đủ bên cạnh, đang căng thẳng nhìn chằm chằm vào mình, gật đầu nói, có thể hành động. Đội trưởng này đã nhiều lần hợp tác với tiểu quỷ nên không hỏi nhiều, thậm chí không hỏi một câu nào. Anh ta chỉ lập tức cầm lấy bộ đàm, trầm giọng quát, hành động. Bắt tất cả, nếu gặp phải người chống cự, được phép bắn chết. Ào ào. Từng đội chiến sĩ được võ trang đầy đủ đồng thời từ trong các góc khuất lao ra. Có người trong bọn họ xông thẳng vào một quán cà phê nào đó nằm trên đường phố náo nhiệt, nhanh chóng khống chế từng người bên trong. Có người xông vào một nhà dân, bắt một đám người tụ tập, trò chuyện bên trong giống như đang mở tiệc trà. Có người xông vào một công ty nào đó trông có vẻ rất bình thường. Hai tiếng súng pằng pằng vang lên, bắn ngã người lễ tân với khẩu súng trong tay. Tất cả dừng lại, không được động đậy. Cũng ở thành phố vệ tinh 4, xung quanh quán ăn bên đường kia có những người thoạt nhìn như đang ăn, có người đang đi dạo, có người đang trò chuyện. Lập tức có rất nhiều người rút súng ra, nhanh chóng tới gần quán mì vằn thắn này. Khoảng mười mấy khẩu súng chỉ vào đám người bên bàn ăn, bao gồm cả cậu học sinh cấp 3 và cô gái kia. Sao vậy? Người gì trung niên hoang mang kêu lên, chuyện gì vậy? Trước ánh mắt hoảng sợ của những người cùng bàn, người có dáng vẻ học sinh cấp 3 kia xoa trái tim đang khó chịu của mình. Tôi cảm nhận được hơi thở thật sự. Cậu ta chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía những người cùng nhóm, trên mặt lộ vẻ tươi cười. Chúng ta sắp về nhà. Không được động đậy, không cho phép nói chuyện. Có khẩu súng trực tiếp chỉ vào đầu của cậu học sinh cấp 3 này, lạnh lùng hét to. Nhưng cậu học sinh cấp 3 này lại không nghe theo anh ta. Cậu ta chỉ mỉm cười, sau đó cơ thể chậm rãi ngã ngửa về phía sau. Cậu ta không phải có hành động gì mà lập tức mất đi sinh mạng, cơ thể lập tức cứng đờ. Các cảnh sát xung quanh nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ cảm thấy toàn thân căng thẳng. Ai nấy đều phải chết, chẳng qua chết không phải là kết thúc. Chúng ta cuối cùng sẽ trở về quê hương. Ở nơi đó,
chúng ta vĩnh viễn không cần ngụy trang. Quê hương che giấu chân tướng của tất cả chúng ta, có thể xấu xí, có thể bị lãng quên, nhưng là dáng vẻ ban đầu của chúng ta. Tôi thờ phụng quê hương, tôi vĩnh viễn ở lại quê hương. Có giọng nói làm người ta an lòng vang vọng ở trong đầu. Cậu học sinh cấp 3 chậm rãi ngã xuống lại từ từ mở mắt ra. Cậu ta nhìn thấy ánh đèn ấm áp, cách trang trí có hơi cũ nhưng cũng bình thường. Điều này làm trong lòng cậu ta cảm thấy thoải mái, sự lo lắng được giấu kín trong lòng cũng biến mất. Hóa ra những người đó nói thật, sau khi chết, cậu ta thật sự trở về quê hương. Cậu ta chậm rãi ngồi dậy, cảm giác cơ thể của mình rất thoải mái, tầm mắt dường như cũng trở nên rộng lớn hơn rất nhiều. Cho nên, bây giờ tôi đã trở về quê hương sao? Trong lúc thì thào, cậu ta rời tầm mắt, lại nhìn thấy một chiếc sofa. Một người thanh niên ngồi trên sofa mỉm cười ấm áp, quay đầu nhìn về phía mình. Không phải. Anh mỉm cười trả lời. Cậu chỉ, tới nhà tôi thôi. Các bạn đang nghe chuyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 283, trao đổi rất quan trọng 1. Cho nên, bọn họ thờ phụng một địa phương tên là quê hương chân chính, chứ không phải là một tà thần cụ thể nào đó. Lục Tân mở quyển sổ ra, ghi chép lại từng chuyện mà khách giải thích dưới sự chiêu đãi nhiệt tình của người nhà. Chuẩn bị sẽ dùng khi viết báo cáo, nghe cách nói của cậu ta, vào lúc cậu ta thức tỉnh năng lực, đã nhận được lời căn dặn của thần. Cậu ta cảm giác mình là người được ông trời lựa chọn, sau đó bắt đầu truyền giáo ở thành phố vệ tinh 4, phát triển tín đồ. Nghi ngờ cậu ta xem quá nhiều tiểu thuyết. Hình thức phát triển cụ thể là khiến người được cậu ta lựa chọn cũng lắng nghe lời căn dặn của thần, mở ra trí tuệ, theo đuổi quê hương chân chính. Nếu đối phương công nhận quan niệm của mình, lại làm cho đối phương tự nguyện dâng ra tất cả. Nếu đối phương không đồng ý, sẽ ép đối phương dâng ra tất cả. Lục Tân dừng lại, quay đầu liếc nhìn người khách đang run rẩy bên cạnh người nhà, tiếp nhận tâm sự, khẽ lắc đầu. Trước đó, anh cũng không ngờ được một tổ chức thần bí như vậy lại do một người mít ướt như vậy làm ra. Hơn nữa, trông dáng vẻ của cậu ta thật sự chẳng thể nào liên hệ với những chuyện tàn nhẫn, độc ác mà bọn chúng từng làm. Bọn họ sẽ ra tay loại bỏ. Một là bọn họ có nhu cầu phát triển, thu nạp vào hoặc xảy ra xung đột. Trước đó, tổng giám đốc công ty kinh doanh Ngân Hoàn bị bọn họ giết chết, cũng vì bọn họ để mắt tới tài sản của ông ta. Phường hội áo vest đỏ là do xảy ra xung đột với bọn họ. Mặt khác, tổng giám đốc công ty kinh doanh Ngân Hoàn này có một cô con gái, khoảng nửa tháng trước đó bị phát hiện nhảy lầu mà chết, cũng là bị một người nào đó trong nhóm của bọn họ đẩy xuống. Hỏi thăm càng nhiều, trong lòng Lục Tân càng khó chịu, nhíu mày. Phương pháp phát triển của tổ chức thần bí này thật sự làm người ta khó chịu, đặc biệt là lúc nghe được phương pháp lựa chọn cụ thể bọn họ. Phát triển hội viên mới, một là xem ai có lợi cho mình, hai là thông qua phương pháp lựa chọn đặc biệt nào đó. Nói một cách đơn giản, một là dựa vào lợi ích, hai là xem duyên phận. Ví dụ như ở trong một hoàn cảnh đặc biệt nào đó, gọi một cốc cà phê đặc biệt nào đó. Lục Tân cũng cảm thấy không ghi lại nổi nữa. Cái quái gì vậy? Không ngờ mình cùng tiểu quỷ hai nhân viên hành động đặc biệt của bộ phận thông quan đặc biệt chuyên nghiệp như vậy. Thật ra không phải vì điều tra được bí mật quan trọng gì của bọn họ mới bị bọn họ để mắt tới đồng thời truy sát, mà bởi vì mình và tiểu quỷ đều khiến bọn họ ghét. Bọn họ truy sát mình và tiểu quỷ không phải để lấy mạng, mà là một loại thử thách. Trong đầu anh hiện ra một phân đoạn truyền giáo hoàn chỉnh của đối phương, gặp phải loại người phù hợp với điều kiện truyền giáo của bọn họ nhưng quá cố chấp, không chịu nghe theo sự chỉ đạo của bọn họ lại để mắt tới người này, đồng thời phái ra quái vật tinh thần. Vậy buổi tối hôm đó, người này sẽ bộc lộ ra bộ mặt thật sự của mình. Cũng rất có khả năng, ở trong trạng thái thật sự này, làm ra chuyện sẽ phải hối hận cả đời. Nói cách khác, lúc đó người đi tìm tiểu quỷ không phải để giết cô. Lúc đầu, chắc hẳn bọn họ sẽ khiến cho tiểu quỷ bị quái vật tinh thần ảnh hưởng, khiến cô làm ra chuyện đen tối nhất trong lòng mình. Sau đó, ở dưới tình huống hối hận không kịp, tiếp nhận truyền giáo của bọn họ, cuối cùng thay đổi triệt để, trở thành một thành viên của bọn họ,
Chỉ là hai quái vật tinh thần này tốn 2 ngày vẫn không tìm được tiểu quỷ. Tiểu quỷ dùng năng lực bóp méo nhận biết của chúng, khiến cho chúng liên tục vồ hụt suốt 2 ngày, còn chưa kịp làm gì đã biến mất. Lúc đó, tiểu quỷ còn tưởng rằng quái vật tinh thần này tìm kiếm cô là để giết cô diệt khẩu. Nhưng trên thực tế, hai quái vật tinh thần này là qua truyền giáo. Người trong tổ chức thần bí kia thậm chí không biết vì sao hai quái vật tinh thần này truyền giáo liên tục 2 ngày đều thất bại. Chỉ cảm giác kéo dài hơi lâu, cho nên vào ngày thứ 3 mới phải thay đổi sách lược, trực tiếp bảo quái vật ảnh hưởng tới hàng xóm của tiểu quỷ. Ý chính là, nếu không có cách nào khiến cho cô lộ ra bộ mặt thật, lại làm cho cô xem thử thế giới chân thực này. Nguyên nhân trước đó tiểu quỷ và mình tìm kiếm thất bại. Tiểu quỷ tưởng đối phương rất thông minh, cho nên dè dặt tìm kiếm người ở phía sau điều khiển quái vật tinh thần. Nhưng kết quả, đối phương chẳng những không thông minh, trái lại quá kém cỏi. Lúc đó, mình đi tìm người điều khiển phía sau kia, đương nhiên không tìm được, bởi vì hắn căn bản không có ở hiện trường. Tiểu quỷ vẫn luôn phân tích đối phương làm thế nào phát hiện ra chuyện điều tra, phái ra quái vật tinh thần là có phải ẩn ý gì. Nhưng thật đối phương căn bản không có kế hoạch gì. Các bạn đang nghe chuyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. truyệnđọcviệt.com Chương 284, trao đổi rất quan trọng 2. Ai mà ngờ được cách suy nghĩ phức tạp như vậy. Lục Tân có phần bất lực, lắc đầu. Nếu quả thật bảo mình điều tra, sợ rằng điều tra 10 ngày nửa tháng cũng không hiểu được mục đích thật sự của đối phương. Nhưng cũng may mình có một cách thức điều tra khác, mời luôn khách đến nhà mình, sau đó thông qua một cuộc đàm phán hữu nghị và thân thiết. Mời luôn khách hoàn toàn chia sẻ chút bí mật trong lòng mình ra, mình chỉ chịu trách nhiệm ghi lại. Tất nhiên, khách chia sẻ triệt để như vậy, ngược lại là mình không tiện viết báo cáo sau đó. Bởi vì đối phương chút ra quá triệt để, làm bản thân mình không dễ giải thích được làm sao khiến cho đối phương chút ra triệt để như thế. Nhiệm vụ điều tra đại khái đều như vậy, hoàn thành nhiệm vụ thì dễ, viết báo cáo mới khó. Lục Tân nghiêm túc, suy nghĩ một lát, quyết định báo cáo theo đúng thực tế. Cách thức điều tra không quan trọng, dù sao lãnh đạo đều coi trọng kết quả. Mình chỉ cần thành thật nộp lên tất cả, có thể hiểu hay không, lại phải xem người của Bộ Tư lệnh có chuyên nghiệp không. Mục đích và nguyên nhân thực sự khiến quái vật tinh thần truy sát tiểu quỷ được viết theo đúng thực tế, lại thêm cả đoạn văn được gạch chân bên dưới. Ngoài ra, cách thức phát triển của tổ chức này cực kỳ không chuyên nghiệp. Tóm lại, tổ chức này là diễn quá sâu, lại vô cùng chán ghét những kẻ diễn quá sâu, lại đặc biệt thích thu nạp những kẻ diễn quá sâu. Sau khi viết xong những điều này, anh suy nghĩ một lát, lại gạch bỏ đoạn đặc biệt thích thu nạp những kẻ diễn quá sâu. Dù sao mình và tiểu quỷ không phải là người diễn quá sâu, chắc chắn không phải. Tiếp theo anh lại ghi lại khả năng của người có năng lực trong tổ chức thần bí để lại dấu ấn cho đối thủ. Và dấu ấn cũng sẽ dẫn tới quái vật tinh thần tiến hành ảnh hưởng đối với mục tiêu hoặc nuốt luôn đầu của mục tiêu. Cái này thì tính là năng lực gì chứ? Lục Tân lại không khỏi nhíu mày. Thật ra anh biết cách giải thích về năng lực của người khách này. Lúc đó, sau khi mình và tiểu quỷ bị để mắt tới, chính là nó gây ra cảm giác bị người ta âm thầm nhìn trộm. Vậy vấn đề này lại tới, quái vật tinh thần không thể đột nhiên xuất hiện, chúng tới thế nào? Vì sao chúng lại phải nghe theo người có năng lực này? Thật ra còn có rất nhiều chuyện không rõ ràng. Ví dụ như, có phải hội anh em còn có anh em khác? Ví dụ như bọn họ nghe được lời căn dặn của thần, cuối cùng là do một kẻ thần kinh vọng tưởng ra, hay thật có thứ gì đó ám chỉ với bọn họ? Ví dụ như bọn họ lợi dụng hai quái vật tinh thần có thể chịu sự khống chế của bọn họ, rốt cuộc trước sau đã giết chết bao nhiêu người. Trong giáo chúng của bọn họ có bao nhiêu người thật sự tàn nhẫn, khiến cho bọn họ chú ý. Lại có bao nhiêu người vì bị quái vật tinh thần ảnh hưởng mới làm ra loại chuyện hối hận không kịp này. Đặc biệt là điểm quan trọng nhất, quê hương chân chính mà bọn họ thờ phụng rốt cuộc có thật sự tồn tại không. Có nhiều vấn đề như vậy. Lục Tân thật ra rất muốn hỏi tiếp. Nhưng Lục Tân chờ một lát vẫn không nghe được tiếng động gì. Anh quay đầu nhìn lại,
mới phát hiện khách đã không trả lời câu hỏi nữa. Sau khi liên tiếp trải qua các khâu tâm sự, giao lưu, giả vờ muốn đi nhưng bị ép ở lại, giúp đỡ làm việc nhà vân vân. Bây giờ, cậu ta và hai quái vật tinh thần này đã tham dự vào cuộc liên hoan của người nhà. Thôi quên đi, cứ như vậy đã. Lục Tân chậm rãi ghi chép lại tin tức hữu dụng cuối cùng, sau đó chụp mấy tờ trên quyển sổ tay, gửi cho Tiểu Quỷ. Sau đó anh cất quyển sổ tay, lặng lẽ quay về phòng. Trong phòng khách quá ồn náo loạn, anh lại không thích sự náo nhiệt. Lần này, con làm rất tốt. Cha và em gái đều vui vẻ tới mức quên cả. Mình vẫn là mẹ dịu dàng tương đối ân cần, cho dù trong phòng khách có náo nhiệt bao nhiêu, vẫn quan tâm tới Lục Tân. Bà cầm một đĩa táo đã được cắt sẵn, đi vào phòng ngủ của Lục Tân, mỉm cười khen ngợi anh. Là vì con bắt đầu mời khách về nhà sao? Lục Tân ngẩng đầu nhìn về phía mẹ. Không. Mẹ khẽ lắc đầu, dịu dàng nói, là vì con bắt đầu tin tưởng người nhà, đặc biệt là cha của con. Bà nói xong, liếc qua khe cửa, nhìn cha và khách đang cùng nấu ăn ở trong phòng bếp, bà càng cười tươi hơn. Cho dù là với hình thức này, Lục Tân có thể cảm nhận được tâm trạng của mẹ lúc này thật sự rất tốt, lại khẽ gật đầu. Như vậy, bây giờ chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng một lát không? Anh ngẩng đầu nhìn mẹ, hỏi thẳng, là mẹ lúc trước bảo em gái không cần giúp con à? Tại sao? Mẹ nghe câu hỏi của Lục Tân, vẻ mặt không hề thay đổi. Bà không tỏ ra khó xử khi Lục Tân hỏi vấn đề này, cũng không cảm thấy bất ngờ khi anh hỏi vậy. Bởi vì con không thể cứ dựa vào em gái mãi được. Bà chỉ mỉm cười trả lời, tới lúc nào đó, con vẫn phải trưởng thành. Nếu không, lúc không có người nhà ở bên cạnh, con phải làm thế nào? Lục Tân nghe bà nói vậy thì im lặng một lát. Mẹ mỉm cười, an ủi. Đương nhiên, người nhà sẽ vẫn làm bạn với con. Con đừng suy nghĩ nhiều. Chỉ là con càng lúc càng lớn, cũng cần có bạn của mình, cuộc sống của mình. Nếu bạn con vẫn không hiểu con, không tin con làm sao có thể thật sự nhận được sự tin tưởng của bọn họ, thậm chí khiến cho bọn họ tận tâm tới trợ giúp con chứ? Cho nên, Lục Tân chậm rãi ngẩng đầu, chăm chú nhìn mẹ. Mẹ muốn con thuận lợi tiến vào giai đoạn thứ hai, cố ý lừa bọn họ. Không phải là lừa. Vẻ mặt mẹ trở nên thần bí, bản thân bọn họ nghĩ thế nào, đó là chuyện của bọn họ. Chúng ta chỉ cần dẫn dắt một chút thôi. Con hiểu rồi. Qua một lúc lâu, Lục Tân mới ngẩng đầu lên, mỉm cười trả lời. Cho nên con cũng nói cho bọn họ biết, con có thể trực tiếp phong tỏa quái vật. Trên mặt mẹ lộ ra nụ cười vui mừng. Lục Tân cũng nhìn mẹ mỉm cười. Lần này, ý kiến anh và mẹ đạt được sự nhất trí. Xem đi, các thành viên trong gia đình cần phải trao đổi với nhau. Chỉ có điều lúc trao đổi, có lẽ cần phải có chút quà xem như chất bôi trơn. Các bạn đang nghe chuyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. truyệnđọcviệt.com Chương 285 Đánh giá nhiệm vụ A+1. Thật dọa người. Vào lúc trong nhà Lục Tân đang nhiệt tình chiêu đãi khách, đồng thời Lục Tân mượn cơ hội hỏi điều mình muốn hỏi. Trong một gian phòng mà Trần Tinh từng sử dụng qua ở tòa nhà đối diện, ba người của nhóm đánh giá nhiệm vụ trong bộ phận thông quan đặc biệt bỏ ống nhòm xuống, vẻ mặt hoảng sợ. Bọn họ là nhóm quan sát, cũng có thể nhìn thấy được ghi chép do Lục Tân gửi cho Tiểu Quỷ. Cũng chính những ghi chép này đã khiến cho bọn họ càng hoảng sợ hơn. Ở trong mắt bọn họ bây giờ chỉ có thể nhìn thấy được rèm cửa sổ bị kéo lại và quái vật tinh thần biến mất ở trong nhà Lục Tân. Cho nên, hai con quái vật lượng cấp tinh thần cao như vậy lại lập tức biến mất. Thậm chí, còn giao ra kết quả mà bọn họ muốn có. Anh ta làm sao làm được vậy? Nhân viên công tác thâm niên có dáng người hơi mập khẽ run rẩy. Lượng cấp của hai quái vật tinh thần này tuyệt đối có thể gần 2.000. Bản thân chúng mang phóng xạ tinh thần, thậm chí có thể ảnh hưởng đến điện áp và đèn điện bên đường. Nhưng chính là hai quái vật tinh thần như vậy, không ngờ lại bị anh ta kéo luôn vào trong gian phòng. Sau đó không có động tĩnh gì nữa. Đây là bị anh ta ăn sao? Cũng không chắc lắm. Một nhân viên khác có dáng người khá cao nuốt nước bọt, nói, hai con quái vật tinh thần này vốn chỉ tồn tại trong thời gian nhất định, sau đó
biến mất. Hơn nữa, trên ghi lại của anh ta, chỉ viết suy đoán của mình về hành vi và mục đích của tổ chức thần bí này, không có tường trình cụ thể. Cho nên, có thể là bọn họ đã đến giờ mới biến mất. Nhưng cho dù là vậy, trong thời gian ngắn như thế, anh ta làm sao nhận được nhiều kết quả điều tra như vậy? Nhân viên công tác hơi mập nói, mặt khác, lẽ nào anh không chú ý thấy phương pháp anh ta vừa đối phó với hai con quái vật tinh thần này à? Thoạt nhìn như anh ta trực tiếp kéo hai con quái vật tinh thần này vào trong. Tiểu quỷ là người có năng lực mạnh như vậy, là vì năng lực của cô ấy tương đối khắc quái vật mới có thể ứng phó được với hai con quái vật tinh thần này, chống đỡ qua thời gian chúng tồn tại. Còn nếu người có năng lực khác trực tiếp chống lại, có mấy người có thể chống đỡ nổi 3 phút. Mà anh ta không chỉ làm cho hai con quái vật tinh thần này lập tức biến mất, thậm chí còn nhanh chóng đưa ra mục đích thật sự của hai con quái vật tinh thần tìm kiếm tiểu quỷ lúc đó. Hành vi logic trước sau và thông tin chi tiết về người phía sau sai khiến chúng cũng như năng lực của cậu ta. Không hợp lý, điều này thật sự không hợp lý. Anh ta vừa nói, không nhịn được nuốt nước bọt, sao tôi có cảm giác như anh ta trực tiếp thẩm vấn. Một câu nói làm nhân viên quan sát có dáng người khá cao kia cũng phải sửng sốt, thẩm vấn cái gì? Thẩm vấn quái vật tinh thần à? Thật sự làm người ta thấy rất khó hiểu. Cậu thành viên đang trong thời kỳ thực tập còn chưa được thông qua nhìn vẻ mặt kỳ lạ của hai nhân viên có thâm niên kia, không nhịn được khẽ nhắc nhở một câu, nhưng bất kể cục diện phức tạp tới mức nào, làm nhân viên chuyên nghiệp, chúng ta không phải nên lấy ra chút tố chất chuyên nghiệp sao? Hai nhân viên có thâm niên kia lập tức trợn mắt nhìn cậu ta. Cậu thanh niên thực tập lập tức rụt cổ lại, cảm giác mình bị chèn ép nơi công sở. Nhưng đại khái cũng vì câu nhắc nhở này của cậu ta đã làm hai nhân viên có thâm niên kia bình tĩnh hơn nhiều. Thật ra bọn họ cũng cảm thấy suy đoán vừa rồi của mình quá điên cuồng. Bất kể thế nào, sau khi hít sâu một hơi, nhân viên quan sát hơi mập kia nói, xét từ góc độ nhiệm vụ quan sát, anh ta không làm gì sai. Từ thành phố vệ tinh 4 đến thành phố vệ tinh 2 và lần đầu tiên thật sự liên kết, hợp tác với tiểu quỷ. Hoàn thành rất tốt nhiệm vụ làm tan rã tổ chức tà giáo quê hương chân chính và dọn sạch người có năng lực, đặc biệt là tìm ra người có năng lực của tổ chức thần bí này. Anh ta không chỉ tìm được, vẫn trực tiếp dọn dẹp. Không mượn những lực lượng khác, cũng không tạo ra ngộ thương, càng đau đầu hơn là... Anh ta thở dài, chúng ta muốn đánh một chiêu mã hậu pháo, cũng không biết đánh đẹp mắt tới mức nào. Nhân viên thực tập kinh ngạc, lại không nhịn được phát biểu ý kiến. Như vậy, chẳng phải là nên đánh giá cấp A sao? Theo lý thuyết thì đúng là vậy. Nhân viên quan sát hơi mập nói, đánh giá nhiệm vụ A cấp có hai loại. Một loại là anh làm tốt nhất, người khác làm gì đi nữa, cũng không thể xử lý hoàn hảo hơn anh. Một loại khác chính là người khác không biết xử lý thế nào mà anh lại xử lý được. Nhân viên thực tập liên tục gật đầu. Anh nói rất có lý, không đơn giản như vậy. Nhân viên quan sát cao hơn trầm giọng nói, còn liên quan tới một vấn đề khác. Dù sao chúng ta cũng là nhóm đánh giá rủi ro mất kiểm soát, cho nên không chỉ làm nhiệm vụ đánh giá, còn phải đánh giá về người có năng lực. Anh ta dừng lại một lát, trên mặt lộ vẻ nghi ngờ. Trong tài liệu của anh ta viết rõ ràng như vậy, hơn nữa còn tô đen 3 chữ hệ người nhện. Nhưng từ ghi chép về nhiệm vụ đầu tiên của anh ta, cho tới bây giờ chúng ta quan sát được, phát hiện anh ta có thể trực tiếp nhìn thấy quái vật tinh thần. Có thể trong thời gian cực ngắn đoán được trong khu vực xung quanh có mục tiêu mà anh ta đang tìm hay không. Có thể ở trong không gian thu hẹp, dưới tình huống không sử dụng vũ khí làm hai con quái vật tinh thần biến mất. Các bạn đang nghe chuyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 286, đánh giá nhiệm vụ A cộng 2. Nhân viên quan sát hơi mập cười gượng nói xen vào, thông qua cuộc nói chuyện giữa anh ta và tiểu quỷ vừa rồi, có thể thấy anh ta còn có thể thông qua hai con quái vật tinh thần này. Trực tiếp phong tỏa người có năng lực phía sau khống chế quái vật tinh thần, cho nên mới yên tâm bảo tiểu quỷ ra tay như vậy. Hai người nói chuyện, lại không khỏi mắt lớn nhìn mắt nhỏ, hệ người nhện chắc chắn không làm được những điều này. Cho nên, rốt cuộc anh ta là năng lực gì? Vấn đề này được hỏi ra,
ba người bao gồm cả bản thân anh ta cũng lộ vẻ mờ mịt. Bản thân là nhân viên của nhóm đánh giá nguy cơ mất khống chế, công việc của bọn họ chính là quan sát và phán đoán giới hạn năng lực cao nhất của người có năng lực, đặt ra đẳng cấp năng lực của bọn họ, làm căn cứ tham khảo để bố trí nhiệm vụ. Hơn nữa, đánh giá nguy cơ mất khống chế do bọn họ đưa lên sẽ biến thành một căn cứ lớn nhất để cấp trên nhận thức về người có năng lực. Nhưng bây giờ bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Bản thân là nhóm đánh giá nguy cơ mất khống chế, đừng nói bọn họ đánh giá mất khống chế, ngay cả năng lực đối phương là gì cũng không biết. Một người có năng lực thông thường đều chỉ có một trung tâm, ba loại năng lực. Vậy thế này nên thuộc về loại nào? Ngay cả năng lực của người ta là gì cũng không biết, vậy làm sao đánh giá được nguy cơ? Thật ra, tôi cảm thấy bây giờ thoạt nhìn phức tạp, trái lại càng rõ ràng hơn. Trong ánh mắt giao lưu mờ mịt, nhân viên thực tập kia yếu ớt giơ ra tay, nói, tôi có một ý tưởng về chuyện báo cáo. Hai nhân viên thâm niên đồng thời quay đầu nhìn về phía cậu ta. Ánh mắt này đột nhiên làm người thanh niên hiểu rõ, mình có thể thông qua thực tập hay không, lại phải dựa vào lần này. Tốt nhất vẫn đánh giá cho anh ta cấp A. Nhân viên thực tập nuốt nước bọt, lấy hết can đảm nói. Hai nhân viên thâm niên nhíu mày, nói thẳng, lý do, làm việc phải có trật tự rõ ràng. Nhân viên thực tập khẽ nói, cần tách vấn đề ra làm hai, ít nhất xét từ mức độ hoàn thành nhiệm vụ, anh ta đã làm rất tốt đi. Người nhân viên quan sát hơi mập nghi ngờ nói, nhưng còn về vấn đề năng lực của anh ta thì sao? Vấn đề năng lực không liên quan gì với chúng ta à? Nhân viên thực tập khẽ nói, chúng ta là nhân viên quan sát, đâu phải nhân viên nghiên cứu, cứ trực tiếp nộp lên theo lệ thường không được sao? Hai nhân viên thâm niên lập tức nhíu mày. Thật ra còn có một nguyên nhân quan trọng hơn. Nhân viên thực tập cuối cùng không nhịn được nói ra, sau đó lén nhìn về phía đối diện. Bởi vì tầng 4 của tòa nhà cũ 6 tầng này kéo rèm, cho nên ánh đèn có vẻ hơi u ám. Nhưng ở trong tòa nhà cũ hoàn toàn tối đen, nó vẫn có vẻ là một cửa sổ rất dễ làm cho người khác chú ý. Cậu ta bất giác hạ thấp giọng, hai anh có cảm thấy phía sau cửa sổ kia hình như có người đang nhìn chúng ta. Vù, hai nhân viên thâm niên chợt cảm thấy dựng tóc gáy, bỗng nhiên quay đầu nhìn sang. Cửa sổ kia yên tĩnh, chỉ có ánh đèn ấm áp, rèm cửa sổ cũng hơi tối. Chẳng qua nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện sau rèm cửa sổ mơ hồ có mấy bóng mờ. Lại giống như có người đứng ở phía sau rèm cửa sổ, lặng lặng nhìn về hướng này. Trong văn phòng quan sát tạm thời, bầu không khí lập tức xuống đến mức đóng băng. Khụ. Sau một lúc lâu, nhân viên quan sát hơi mập ho khan một tiếng, rất tự nhiên nói, lần trước có phải chúng ta nói nên đánh giá cho anh ta cao hơn một chút? Đúng rồi, nhân viên quan sát cao lớn cũng tỏ ra rất tự nhiên, vậy đánh giá cấp A thì sao? Thấp, nhân viên quan sát hơi mập mỉm cười, nói rất tùy ý, tôi thấy, trực tiếp cho anh ta A đi. Tiền bối, có phải trên cấp A có hơi cao? Nhìn hai nhân viên có thâm niên vẫn bình tĩnh thảo luận kết quả, nhân viên thực tập biết lúc này mình không nên nói gì, nhưng không nhịn được. Không phải chỉ có hoàn toàn hiểu rõ quá trình hành động và logic xử lý của bọn họ, lại xử lý vô cùng hoàn hảo, mới có khả năng cho cấp A sao? Trong cả bộ phận thông quan đặc biệt, hình như chỉ có tổ trưởng Trần đã từng được đánh giá này. Vù. Hai nhân viên thâm niên lập tức trợn mắt nhìn về phía hắn, người mới đúng là người mới, chẳng biết gì hết vậy. Chúng ta là nhân viên quan sát chứ đâu phải nhân viên nghiên cứu. Rốt cuộc anh ta có năng lực gì, liên quan gì tới công việc của chúng ta chứ? Các bạn đang nghe chuyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 287, Bí mật của đồng chí Lục Một. Tổ chức thần bí quê hương chân chính ở thành phố vệ tinh 4 đã bị một lưới bắt hết, đang tiến hành điều tra kỹ hơn. Tại thành chính Thanh Cảng, khi Bộ trưởng Thẩm nhanh chân bước vào phòng họp, đã nhìn thấy giáo sư Bạch đang cười, báo cáo về phía ngài Tô. Ông ta thoáng ngây người, hình như không ngờ ngài Tô cũng sẽ đích thân đến đây. Sau khi kính cẩn chào, ông ta mới đặt mũ của mình lên trên bàn, nói với giáo sư Bạch, nếu chỉ vì một tổ chức thần bí như vậy, anh không cần thiết phải bảo chúng tôi trực tiếp tới đây.
Giáo sư Bạch mỉm cười, bảo Trần Tinh cất những tài liệu điều tra có liên quan đến tổ chức thần bí quê hương chân chính đi. Sau đó gật đầu ra hiệu với Bộ trưởng Thẩm và Ngài Tô, lại lấy ra mấy tập tài liệu lần lượt đưa cho Bộ trưởng Thẩm và Ngài Tô, ông ta giữ lại một phần cho mình, còn một phần đưa cho Trần Tinh, sau đó chậm rãi nói, đương nhiên tôi mời các ông qua đây là vì một vấn đề khác quan trọng hơn. Ông ta ra hiệu bọn họ nhìn tập tài liệu trong tay, sau đó chậm rãi nói, tôi tin tưởng, đã có giải đáp về năng lực bí ẩn của đồng chí Lục. Cái gì? Bất kể là Bộ trưởng Thẩm vẫn luôn hấp tấp hay Ngài Tô có phong độ đặc biệt không tầm thường, quả thật đều hơi chấn động. Bọn họ sốt ruột, vội vàng cúi đầu, nhìn lướt qua tài liệu mà mình nhận được. Trên trang đầu tiên là thông tin có liên quan đến Lục Tân, tên họ Lục Tân, danh hiệu đồng chí, tuổi 23 tuổi, năng lực sau hệ người nhện, gạch bỏ là không đặt tên đẳng cấp, cấp C gạch bỏ. Nguy cơ mất khống chế 75%, đợi thảo luận. Sau khi Bộ trưởng Thẩm xem lướt qua, lại trầm giọng nói, 75%. Sao có thể thấp như vậy được? Không phải còn cần thảo luận sao? Giáo sư Bạch ngồi xuống ghế, đeo kính lão lên, vừa lật tài liệu, vừa nói, chúng ta phải thừa nhận vài điều. Chúng ta vẫn luôn không có căn cứ thực chất nào đối với đánh giá về nguy cơ mất khống chế của đồng chí Lục. Chỉ dựa vào sự cảm nhận và phán đoán chủ quan mới xác định cho anh ta một số liệu cực cao, thậm chí vượt quá mức tiêu chuẩn như vậy. Nhưng trên thực tế, nếu từ trong tất cả hồ sơ mà anh ta từng xử lý qua, có thể thấy mức độ hoàn thành và tuân thủ quy định của anh ta quả thật là khác biệt so với những người có năng lực. Tất cả mọi chuyện qua tay anh ta xử lý, anh gần như không tìm được bất kỳ một điểm vi phạm quy định nào. Thật ra vẫn có. Trần Tinh lấy kính râm trên mặt mình ra, nói thêm, trải qua báo cáo phân tích về nhiệm vụ của anh ta và Bích Hổ, tôi nghi ngờ anh ta có báo cáo khống. Đương nhiên, mức độ này cũng rất thú vị, trước sau mấy lần, cao tới mức mấy nghìn. À, vẻ mặt Ngài Tô vốn đang căng thẳng, nghe vậy không khỏi che mũi. Bộ trưởng Thẩm lại lạnh lùng hừ một tiếng, nói, tiếp tục. Giáo sư Bạch mỉm cười, nói, nói tóm lại, căn cứ từ cái nhìn khách quan, nguy cơ của đồng chí Lục chẳng những không cao, trái lại còn thấp hơn so với người có năng lực khác rất nhiều, còn thấp hơn Bích Hổ được chúng ta công nhận là có nguy cơ mất khống chế thấp nhất. Dù sao, báo cáo của Bích Hổ còn tệ hơn đồng chí Lục nhiều. Hơn nữa, anh ta có ham muốn đối với người khác phái có phần khác hẳn người bình thường, có vài thời điểm nào đó quả thật làm người ta không mấy yên tâm. Ngoài ra, chúng ta phải thừa nhận, nguy cơ mất khống chế của đồng chí Lục vẫn cao như vậy, thật ra chỉ có một nguyên nhân. Nói đến đây, giáo sư Bạch thoáng dừng lại một lát, sau đó nói rõ ràng từng từ từng chữ, chúng ta không hiểu cậu ta. Ngài Tô hơi tò mò ngẩng đầu lên, Bộ trưởng Thẩm cũng khẽ nhíu mày, sau đó chậm rãi gật đầu. Đồng chí Lục có năng lực rất mạnh, nhưng chúng ta không biết tại sao cậu ta mạnh như vậy. Cậu ta đã mấy lần hoàn thành nhiệm vụ vượt qua kỳ vọng của chúng ta, nhưng chúng ta lại không biết cậu ta làm sao làm được. Chúng ta cho rằng mình đã phân chia và đánh giá đúng năng lực của cậu ta, nhưng luôn có vài thời điểm. Cậu ta trong lúc lơ đãng đã biểu hiện ra một số chi tiết, phá tan sự phân chia và đánh giá của chúng ta đối với cậu ta. Giáo sư Bạch nói đến đây thì thoáng dừng lại rồi mới nói tiếp. Đây mới là nguyên nhân khiến chúng ta đánh giá cấp bậc mất khống chế của cậu ta cao như vậy. Chúng ta không hiểu về cậu ta, cho nên sợ cậu ta. Trong phòng họp có vẻ đặc biệt yên tĩnh, không phải áp lực mà là một bầu không khí vi diệu. Ngài Tô mỉm cười, phá tan sự yên tĩnh này, gật đầu nói, người khác thế nào tôi không biết, nói thật, cá nhân tôi thật sự có một chút. Đối với sự vật hoặc cá nhân không rõ, tôi quả thật có chút tâm lý đề phòng. Ngay cả ông ta đã nói vậy, Bộ trưởng Thẩm cũng dùng sự im lặng để đại biểu cho câu trả lời của mình. Giáo sư Bạch khẽ gật đầu, nói, tôi cũng có tâm lý tương tự. Nhưng có thể do tính cách mỗi người không giống nhau, tôi tò mò về sự vật không rõ hơn là tâm lý sợ hãi, cho nên tôi vẫn muốn thử tìm hiểu bí mật của đồng chí Lục. Trong lúc đó, tôi đã từng làm rất nhiều giả thiết và suy luận, tôi sẽ không nói tỉ mỉ. Thật ra điều làm tôi phải thật sự suy nghĩ cẩn thận là mấy phần báo cáo vừa được chuyển tới. Ông ta nói xong, lật tập tài liệu trong tay tới một tờ,
giơ ra cho người bên cạnh xem. Đây là một bản photo báo cáo của tổ quan sát nguy cơ mất khống chế đưa tới. Phía trên ghi chép kỹ càng tỉ mỉ về tất cả biểu hiện của đồng chí Lục khi xử lý sự kiện bắt linh hồn, dọn dẹp tổ chức thần bí quê hương chân chính ở thành phố vệ tinh 4. Trong đó ghi chép rất tỉ mỉ, thậm chí bao gồm mỗi lời nói, hành động và từng đề nghị đưa ra trong lúc đồng chí Lục hợp tác với tiểu quỷ. Nhưng điều thu hút bọn họ nhất vẫn là kết luận cuối cùng. Có thể xác định, đồng chí Lục tuyệt đối không chỉ có một loại năng lực chỉnh thể của anh ta có trạng thái hỗn loạn pha tạp. Các bạn đang nghe chuyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 288, Bí mật của đồng chí Lục 2. Trong phòng họp, mỗi người đều lật tới tờ này trong tập tài liệu của mình, đồng thời nhìn câu kia. Điều này có thể chứng minh cái gì? Bộ trưởng Thẩm im lặng một lát mới nói, theo tôi thấy, điều này càng xác nhận lo lắng của chúng ta là chính xác. Bản thân báo cáo không chứng minh được điều gì, nhưng đã cung cấp cơ sở cho chúng ta phân tích. Vẻ mặt giáo sư Bạch thản nhiên nói, trước đây, chỗ khiến chúng ta không yên tâm về cậu ta chủ yếu tập trung ở hai nguyên nhân. Đầu tiên là chúng ta nghi ngờ anh ta không thật sự là hệ người nhện. Thứ hai, chúng ta cũng không biết mấy người nhà của anh ta có thật sự ở bên cạnh không. Lời giáo sư Bạch nói làm mọi người ở đây đều khẽ gật đầu. Đây là một chuyện quá rõ ràng. Phần báo cáo này là thông qua kết hợp giữa báo cáo của nhóm đánh giá đặc biệt bên bộ phận thông quan đặc biệt và báo cáo của tiểu quỷ. Giáo sư Bạch đặt báo cáo ở trên bàn, bình tĩnh nói, trong tổ đánh giá do bộ phận thông quan đặc biệt phái ra, có hai nhân viên quan sát có thâm niên và một người mới có tiềm lực rất lớn. Người mới này am hiểu quan sát, đặc biệt là am hiểu nhận biết sự thay đổi lực tinh thần và phân tích chi tiết. Bọn họ vẫn quan sát đồng chí Lục từ khi bắt linh hồn đến khi giải quyết người có năng lực trong hội đồng hương. Mặt khác, vào lúc đồng chí Lục quyết định đi tới thành phố vệ tinh 4, tôi cũng đã yêu cầu tiểu quỷ mượn chuyện này tiến hành quan sát cậu ta. Ngoại trừ đánh giá nguy cơ mất khống chế cơ bản nhất, đánh giá hoàn thành nhiệm vụ, vấn đề quan trọng nhất. Giáo sư Bạch nói đến đây thì hơi cao giọng, chính là xem cậu ta có người nhà không. Trong phòng họp, vẻ mặt ba người khác đều trở nên nghiêm trọng hơn. Đặc biệt là vẻ mặt bộ trưởng Thẩm lúc này đã nghiêm túc, mà kết quả là không. Giáo sư Bạch nói thẳng đáp án, sau đó không quan tâm bọn họ lộ ra sắc mặt thế nào, nói tiếp, lúc ở thành phố vệ tinh số 4, và lúc giao đấu với hai quái vật có danh hiệu là thầy tu kia, đồng chí Lục từng thi triển năng lực, giao đấu cùng quái vật tinh thần ở trong phạm vi năng lực của tiểu quỷ ảnh hưởng. Ở dưới tình huống đó, nếu cậu ta có người nhà, tiểu quỷ chắc chắn có thể nhìn ra được. Mặt khác chính là tổ quan sát trước sau vẫn phân tích các chi tiết, xác định năng lực của đồng chí Lục ở trạng thái tương đối phức tạp. Đồng thời cũng xác định năng lực của đồng chí Lục thật sự là do bản thân cậu ta thi triển ra. Có thể hoàn toàn loại bỏ nguyên tố liên quan tới ma ám, ảnh hưởng nặng của vật ô nhiễm hay mượn vật ký sinh vân vân. Cậu ta chính là dựa vào bản thân để thi triển ra những năng lực đó. Nhìn vẻ mặt chắc chắn của giáo sư Bạch, bộ trưởng Thẩm cũng thoáng giật mình. Nhưng ông ta không nói gì. Tiểu quỷ là người đáng tin cậy nhất. Chứng nhận của cô ta cũng rất có trọng lượng trong bộ phận thông quan đặc biệt, mà đối với năng lực của cậu. Giáo sư Bạch dừng lại một lát rồi nói, có thể xác định cậu ta quả thật không chỉ có một loại năng lực của hệ người nhện. Theo ghi chép trước mắt có thể thấy, cậu ta có thể khống chế cơ thể của mình giống như hệ người nhện, tăng cao khả năng linh hoạt và cảm ứng của mình, thậm chí là khôi phục lại vết thương. Cậu ta có thể trực tiếp nhìn thấy quái vật tinh thần, có thể dùng tay không xé rách quái vật tinh thần, có thể theo dõi đoàn kỵ sĩ từ phía xa. Mặt khác, cậu ta thậm chí có thể dùng thủ đoạn mà chúng ta không biết để loại bỏ quả bom ô nhiễm tinh thần, thậm chí có thể an toàn tiến vào thị trấn vui vẻ và rời khỏi đó. Quan trọng nhất chính là cậu ta thậm chí có thể trực tiếp thông qua hai quái vật tinh thần này, phong tỏa người ở phía sau sai khiến nó. Đồng thời từ trên người hai con quái vật tinh thần này, phân tích ra nguyên nhân người phía sau sai khiến chúng truy đuổi và tấn công tiểu quỷ. Trong cả phòng họp, mọi người đều nhíu mày, cảm giác đây mới là chỗ khiến cho người ta thấy khó hiểu nhất.
bọn họ nghiên cứu về người tinh thần biến dị vẫn luôn cố gắng tìm kiếm logic trong sự hỗn loạn. Nhưng bây giờ, bọn họ không nhìn thấy được bất kỳ logic nào, chỉ cảm thấy đau đầu. Ngược lại, chỉ có gương mặt giáo sư Bạch lúc này dần trở nên rõ ràng. Ông ta khẽ nói, xem qua tài liệu hiện nay, những hành vi chi tiết mà đồng chí Lục biểu hiện ra đều tỏ rõ năng lực của cậu ta hỗn loạn, phức tạp, không phân chia rõ ràng trung tâm và năng lực như người có năng lực khác. Điều này làm cho chúng ta nghi ngờ, không tin tưởng. Nhưng thật ra, có lẽ chỉ vì trước đây chúng ta đã suy nghĩ nhầm phương hướng. Tôi nghi ngờ năng lực của đồng chí Lục không phải hệ người nhện mà là... Giáo sư Bạch thoáng dừng lại một lát, nhìn về phía ba người bọn họ và khẽ nói ra đáp án của mình. Bản thân cậu ta không có đủ năng lực. Các bạn đang nghe chuyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại Thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 289, anh ta một. Không đủ năng lực, ông Tô và Bộ trưởng Thẩm khẽ nhíu mày, ngẩng đầu theo bản năng. Ngay cả Trần Tinh cũng hơi hé miệng ra, tạo thành hình chữ O. Lời nói vô lý như vậy, từ miệng của một học giả hàng đầu như giáo sư Bạch khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Nếu như ngay cả một người có năng lực cường đại như anh đơn binh xem như không có năng lực, như vậy những người có năng lực cấp B, cấp C xem là cái gì? Không sai, nhưng tôi nói không đủ năng lực không hề giống với thứ mọi người đang nghĩ. Giáo sư Bạch nghiêm nghị nói, chúng ta có khả năng nhìn ra sớm. Đơn binh số 13 thành phố vệ tinh hay bị người khác quan sát khi đang lưu lại tài liệu. Lúc đó, tinh thần thanh cảng đã bị ô nhiễm hệ thống phòng ngự, phán đoán thành phố vệ tinh 2 có người có năng lực tiềm ẩn tồn tại. Bởi vì chuyện đó nên chúng ta đứng lại quan sát thật lâu như thường lệ, sau đó Trần Tinh đi đến vì năng lực phán đoán của cô ấy nói nguy hiểm. Nhưng mà chúng ta quan sát thấy lực lượng tinh thần của anh ta đã đủ mạnh để sinh ra niệm lực. Trong tình huống đó chúng ta không biết rốt cuộc người đó đã sản sinh ra năng lực gì. Mãi về sau trong vụ ô nhiễm tinh thần ở quán cà phê góc phố, anh ta vặn vẹo mình, giải quyết hết đám quái vật tinh thần thông qua hệ người nhện, chúng ta mới xác định được hệ thống của người đó. Nhưng sau khi xác định, chúng ta phát hiện ra nhiều biểu hiện của anh ta không phù hợp với hệ thống người nhện. Bên trong người đó, nói chính xác là năng lực này có khả năng được mượn từ một người em gái vô hình. Sự việc này khiến chúng ta cảm thấy khó hiểu, thậm chí còn nghĩ rằng anh ta mắc chứng rối loạn đa nhân cách và có nguy cơ mất kiểm soát. Giáo sư Bạch nói xong, nhíu mày, nhưng nếu như lời anh ta nói là thật thì sao? Bộ trưởng Thẩm và ông Tô, còn có Trần Tinh đều nghe rõ lời ông ta nói, nhưng càng nghe càng khó hiểu. Bộ trưởng Thẩm nhịn không được đập tài liệu, nói, ông mới nói cái gì, tiểu quỷ xác định anh ta không có người nhà. Người nhà anh ta tồn tại theo một cách khác, hoặc là khái niệm, hoặc cũng có thể khác với những gì chúng ta nghĩ. Giáo sư Bạch hít một hơi thật sâu, giọng nói trở nên nặng nề hơn, và ông đưa ra lời giải thích của riêng mình. Khi hệ thống năng lực hiện không thể giải thích một sự việc nào đó, rất có thể là do tầm nhìn và kinh nghiệm của chúng ta có hạn, trở nên hẹp hòi. Dù sao, tất cả hệ thống năng lực đều là chúng ta phát hiện trước rồi mới tổng hợp lại. Nói cách khác, nó thuộc về kinh nghiệm hiện có, và kinh nghiệm hiện có trở thành khuôn khổ, nó sẽ dễ dàng hạn chế của nhận thức mới của chúng ta. Cho nên thời điểm bây giờ, hãy cố gắng mở rộng tầm nhìn, một số chuyện sẽ trở nên dễ hiểu. Tôi suy đoán về từng khả năng của đơn binh dựa trên khái niệm này. Giáo sư Bạch nói ra đáp án của chính mình, tôi thấy. Sau khi thay đổi cách suy nghĩ, năng lực của đơn binh không còn phức tạp nữa. Thậm chí có thể nói, rất đơn giản. Dừng một lát, ông ta nhẹ giọng nói, anh ta chỉ có một tầng linh lực đặc biệt mạnh mẽ, nhưng chưa sinh ra một phương hướng năng lực cụ thể. Nghe giáo sư Bạch nói, Trần Tinh có thể miễn cưỡng theo kịp, bộ trưởng Thẩm không nhìn ra có thể theo kịp hay không. Vẻ mặt ông Tô bối rối. Giáo sư Bạch nói đến đây, bật cười nhìn về phía những người khác, nói, phỏng đoán này có thể giải thích được tại sao đơn binh có thể giải quyết quả bom ô nhiễm tinh thần dưới bức tường phía nam vào thời điểm đó. Khi một quả bom ô nhiễm tinh thần có thể tự hủy diệt bất cứ lúc nào và bóp méo mọi thứ xung quanh nó, thì chỉ có sức mạnh tinh thần trên nó.
ít nhất là gấp đôi nó, có thể bao trùm và làm tan biến sức mạnh của nó. Tương tự, cũng có thể giải thích tại sao đơn binh có khả năng mượn hai con quái vật tinh thần, khóa chặt sự tồn tại của người quản lý sau chúng. Bởi vì nếu hai con quái vật tinh thần đã bị sai khiến sẽ tập kích tiểu quỷ và đơn binh, như vậy trên người chúng nó sẽ có thông tin về chủ nhân đứng sau ra lệnh. Cũng sẽ có chủ nhân sau màn chân chính ra lệnh cho chúng tập kích tiểu quỷ và đơn binh. Như vậy, nếu lượng cấp tinh thần đủ mạnh, có thể khống chế được hai con quái vật tinh thần. Lượng cấp tinh thần của hai con quái vật tinh thần đã hơn 1.000, nhưng phỏng đoán chưa đạt đến 2.000. Cho nên có thể khống chế được bom ô nhiễm tinh thần là đã có thể khống chế được chúng nó. Đơn binh có thể thấy được mệnh lệnh từ trên người chúng nó, sau đó cho chúng ta nhìn thấy đáp án. Này, Trần Tinh sững sờ khi giáo sư Bạch nói ra đáp án. Cô ta thậm chí còn không thèm nghĩ đến logic trong đó. Cô ta chỉ hỏi trong tiềm thức, nếu anh ta có thể làm được, vậy lượng cấp tinh thần của anh ta cao đến mức nào? Bộ trưởng Thẩm bình tĩnh. Theo báo cáo mà tôi nhận được vào lúc đó, con quái vật tinh thần xuất hiện ở tường nam thành phố vệ tinh 2 có lượng cấp tinh thần ít nhất phải 4.000. Nếu ông nói lượng cấp tinh thần của đơn binh đủ để khống chế quả bom, vậy thì lượng cấp tinh thần của anh ta. Các bạn đang nghe chuyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 290, anh ta 2. Ông không nói ra con số phía sau, Trần Tinh cũng không nói ra. Ngược lại ông tô tính trong lòng, chậm rãi nói, theo lý thuyết bội số gần 10.000. Con số này khiến trong lòng Bộ trưởng Thẩm và Trần Tinh run lên. Giáo sư Bạch lắc đầu cười, nói, trước mắt không có sinh vật hình người nào có thể chịu được lượng cấp tinh thần 10.000 thậm chí là gần 10.000. Đơn binh cũng không thể. Cho nên mọi người không cần lo lắng như thế. Theo như báo cáo ngay lúc đó, trước khi anh ta đối phó với con quái vật đã trải qua một trận đấu kịch liệt, cho nên có thể là con quái vật tinh thần đó đã suy yếu rồi mới khống chế nó. Theo cách này, tôi nghĩ ước tính khoảng 4.000 đến 6.000 là thích hợp hơn. Phòng họp im lặng, nhất thời không ai phản bác hay đáp lại lời giáo sư Bạch. Giáo sư Bạch vẫn mỉm cười, tiếp tục nói về suy luận của mình. Sau khi mọi người chấp nhận anh ta có lượng cấp tinh thần cường đại, tôi có thể giải thích mọi suy luận sau đây cho mọi người. Để dễ hiểu, mọi người có thể xem đơn binh là nguồn ô nhiễm. Một nguồn ô nhiễm hùng mạnh, nhưng là một nguồn ô nhiễm không gây ô nhiễm, giống như nước tinh khiết không dẫn điện. Ba người Bộ trưởng Thẩm, Trần Tinh, ông Tô đầy thắc mắc nhưng đều kiên nhẫn nghe, không có ý định chen vào. Giáo sư Bạch tiếp tục nói, bởi vì anh ta không có năng lực, cho nên lực lượng tinh thần của anh ta bị vặn vẹo, nhận thức, bắt chước đặc tính. Mà điều này, khi anh ta cần, nhờ vào lượng cấp tinh thần mạnh mẽ, phân tích, dựng lại một chút năng lực. Đương nhiên, điều này cần anh ta phải hết sức quen thuộc với năng lực này mới được. Giọng nói vẫn còn lơ lửng trong phòng họp, ba người Trần Tinh và Bộ trưởng Thẩm, ông Tô không chen lời vào. Giáo sư Bạch thở dài một hơi, điều này cũng có thể giải thích tại sao anh ta có ba người nhà. Anh ta không bị chướng ngại đa nhân cách, nhưng cũng không thật sự tồn tại ba người nhà. Đối mặt với những người trong văn phòng, ông ta mỉm cười và chậm rãi nói ra suy đoán của mình. Tôi nghi ngờ trước giai đoạn năng lực của anh ta thức tỉnh đã gặp ba người đó, hoặc nói năng lực. Chúng ta đều biết anh ta có quan hệ với phòng thí nghiệm chạy trốn, nhưng không ai biết anh ta đã trải qua những cái gì. Nếu như theo tôi đoán, trong cuộc thí nghiệm đó anh ta đã gặp ba người như vậy. Hơn nữa bởi vì nguyên nhân nào đó, anh ta đã sử dụng lực lượng tinh thần cường đại của mình để bắt chước và giải mã ba năng lực đó. Năng lực tồn tại theo cách này có bản chất khác với sức mạnh tinh thần của chính anh ta, nhưng có cùng nguồn gốc. Vì vậy anh ta sẽ cảm thấy gần gũi, nhưng lại không thuộc về chính mình. Giống như một diễn viên đang diễn một vai diễn. Đây là một vai diễn để lại ấn tượng sâu sắc cho anh ta, bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Vai diễn này là của anh ta, cũng không phải anh ta, là do anh ta dựng lại theo hiểu biết của mình. Giáo sư Bạch cầm bút vẽ lên bảng trắng một hình tròn lớn, phía trên là ba hình tròn nhỏ hơn. Trong đó, hình tròn nhỏ bên trái ông ta đánh dấu hai nét lên trên, biến thành một cái đầu với hai bím tóc, chỉ ra rằng đây là em gái,
sau đó nói: "Đối với đơn binh mà nói, khi anh ta giải mã được ba loại năng lực này, hẳn sẽ sinh ra một số hoang mang và khó hiểu. Lượng cấp tinh thần đến trình độ của anh ta tất nhiên sẽ sinh ra một số logic không giống với người thường. Cho nên trong lúc dung túng năng lực này, anh ta đương nhiên tiếp nhận ba năng lực này, cho ba năng lực này một vị trí, một vị trí có thể lý giải. Ngay lúc đó anh ta là một đứa trẻ 12, 13 tuổi lạc vào trại trẻ mồ côi và đang ở trong một thời đại hỗn loạn. Cho nên, anh ta đã định vị ba vai diễn này là người nhà. Anh ta chấp nhận ba năng lực này là người nhà mà những người khác không thể thấy, chấp nhận họ đi cùng mình." Nói xong một hơi, ông ta nhẹ nhàng buông tài liệu xuống, tháo kính mắt, xoa lông mày. Ông ta nhẹ nhàng nói: "Đó là những suy đoán của tôi dựa theo những tài liệu trước mắt. Nếu lượng cấp tinh thần đến 6-7 ngàn cũng đã thuộc vào loại mức độ nguy hiểm. Nếu có năng lực tương ứng, sẽ có nguy cơ đi đến một loại trạng thái khó giải, phân loại anh ta đến cấp S. Nhưng trên thực tế, đơn binh chỉ có một lượng cấp tinh thần nhưng không thể tự khống chế năng lực của mình. Sức mạnh của anh ta đều là từ bắt chước giải mã mà thành. Không thể chân chính phát ra lượng cấp tinh thần của mình. Vì vậy anh ta kém cấp S chân chính trời sinh một bậc." Đeo lại kính, ông ta viết tư liệu bổ sung thông tin của Lục Tân lên bảng phía sau danh hiệu đơn binh. Năng lực không có hoặc là chưa thức tỉnh. Cấp bậc cấp A. Nguy cơ mất kiểm soát 65%. Các bạn vừa nghe xong tập 29 của bộ truyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.